you're prepared to break the silence. Người hâm mộ Đông Nam Á thừa nhận sởn gai ốc trước những bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Tối ngày 14 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu cuột cường trước ứng viên số 1 cho chức vô địch ASEAN Cup 2023, Nhật Bản. Các cầu thủ Việt Nam khiến tất cả phải bất ngờ với màn nhập cuộc đầy tự tin, thậm chí ghi hai bàn để dẫn trước đội tuyển Nhật Bản ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, đẳng cấp của đội bóng số 1 châu Á giúp các cầu thủ Nhật Bản vượt qua khó khăn, giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Mở màn bảng đây sẽ là trận đấu giữa ông lớn Nhật Bản và các chiến binh sao vàng Việt Nam. Là đội bóng có thứ hạng cao nhất tại giải đấu, Nhật Bản bước vào đấu trường ASEAN Cup một cách hoàn toàn tự tin, hướng đến danh hiệu lần thứ 5 trong lịch sử. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Nhật Bản đang đứng thứ 17, cách sau đó 77 bậc là đội tuyển Việt Nam ở vị trí thứ 94. Theo thống kê, Việt Nam và Nhật Bản đã đối đầu tổng cộng 5 trận đấu trước đó và Nhật Bản vẫn đang bất bại trước Việt Nam với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Lần gần nhất hai đội thi đấu với nhau chính là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Trong trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa 1-1 trước Nhật Bản. Nhìn nhận một cách thực tế, đội tuyển Việt Nam không phải là đối thủ của Nhật Bản ở thời điểm hiện tại. Thất bại nặng nề của các đội bóng cùng mâm với chúng ta như Thái Lan hay Jordan là ví dụ điển hình để có thể thấy rõ sự chênh lệch về sức mạnh giữa Nhật Bản và Việt Nam. Từ đó, thầy trò huấn luyện viên Chelsea chắc chắn sẽ phải có những đối sách thi đấu khoa học và hợp lý trước gã khổng lồ của châu Á hiện tại. Những pha phòng ngự kiên cường, lối chơi tự tin trước đối thủ đáng sợ hàng đầu thế giới cùng kết quả chấp nhận được giúp Việt Nam nhận được mưa lời khen từ người hâm mộ. Nhìn vào sức phản kháng của đội tuyển Việt Nam sau khi nhận bàn thua đầu tiên, khi Đình Bắc đánh đầu tung lưới đối thủ rồi Tuấn Hải ập vào đệm bóng cận thành. Nhìn vào lối chơi tự tin, ban vật nhỏ làm hàng tiền vệ tuyển Nhật Bản lúng túng. Người hâm mộ Đông Nam Á đã phải dùng cụm từ sần gai ốc để miêu tả những gì Việt Nam làm được. Tôi không tin vào những gì mình đang xem trên truyền hình, Việt Nam dẫn ngược Nhật Bản ư? Không thể tin nổi, cổ động viên Sanfri viết. Cú sốc nào vậy, tôi phải kiểm tra lại xem mình có coi đúng trận đấu không. Thật sờn gai ốc, một cổ động viên khác tiêu táo bình luận. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ Thái Lan thừa nhận rằng dù ở Đông Nam Á có thể không giành được kết quả tốt trước voi chiến nhưng khi bước ra châu lục, Việt Nam vẫn là một vật cản rất đáng sợ đối với những đối thủ hàng đầu. Tôi chấp nhận đây là đội tuyển số 1 của ASEAN, cổ động viên tên Achara viết. Việt Nam, hãy lọt vào World Cup, tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ tham dự World Cup. Lời chúc từ Thái Lan. Cổ động viên Lem Phun bình luận, chưa bao giờ công nhận Việt Nam cho đến khi tôi thấy họ đá trận này. Họ chơi rất hay, cả kỷ luật, thể lực và thái độ của cầu thủ đều tốt. Đội tuyển Thái Lan nhà em thì vẫn như chèo thuyền trong bồn tắm, một cổ động viên bình luận rất vui nhộn. Mặc dù thua trận đầu tiên nhưng trong tâm trí tôi nghĩ Việt Nam sẽ vào vòng 16 đội, fan Thái Lan lên tiếng. Không rõ Thái Lan thể hiện ra sao chứ áp lực thật sự bởi Việt Nam đã làm quá tốt rồi. Nhiều người hâm mộ tin rằng với trận thua này, Việt Nam đã gửi lời cảnh báo đến Indonesia ở lần gặp nhau tới. Trong khi đó, Malaysia cũng như Thái Lan cũng phải chịu áp lực thể hiện tốt hơn Việt Nam ở ngày ra quân.